Nguyễn Thị Hạnh Nhân, Hội trưởng Hội Bồ Bì, Hội trưởng Hội Bồ Bì, Hội trưởng Hội Bồ Bì HO. HO đó, làm cái gì? Xin mời các chị. Hôm nay gọi là tôi về bắt cấp. Đến nay không có chuẩn bị gì cả. Mau kể lên nói, để cũng biết nói cái gì đây. À, chỉ biết rằng tôi xin đại diện cho hội học ô của tàu thân vệ bên quả phụ nữ nó cộng hòa. Xin đại diện cho anh em thân vệ bên ở Việt Nam. Cảm ơn hội Võ Bị. Năm nào chúng tôi tổ chức đại nhạc hội Cảm ơn Anh đều có sự đóng góp của hội Võ Bị, là người là cái hội mà cho tiền nhiều nhất ở trong cả hội đoàn. Hội Võ Bị cũng tôi cũng giống như là trong gia đình Võ Bị như anh về nói, dạ, vì trong gia đình tôi cũng có người ở trong Võ Bị, dạ, là rể của tôi ở khóa 25. Và tất cả các anh đều rất là thân thiện của chúng tôi. Thành lộ ra tôi xin kính chúc tất cả quý vị Võ Bị được thành công mỹ mãn trong tất cả các hoạt động. Xin cảm ơn. Thưa chị, vừa rồi trong nhạc hội Cảm ơn Anh, chúng em gửi đến quý chị Vân khoảng 40.000 đô la, đúng không chị? Thì đó là một cái sự mà gọi là chúng em rất là yểm trợ cho hội ACO. Thì chúng em xin cảm ơn chị, và trong tương lai nếu mà có một cái đại nhạc hội nữa, chúng em sẽ cố gắng thêm nhiều hơn nữa, có chị. Chúng tôi cũng xin tin cho quý vị biết là đại nhạc hội Cảm ơn Anh kể chiến sẽ tổ chức tại San Jose. Tuy nhiên đến đó là ban tổ chức, nhưng mà bao nhiêu tài sản đều gửi về cho hội chúng tôi, thì cũng xin quý vị các khóa đều đóng góp và gửi về cho hội chúng tôi những số tiền hơn như năm ngoái nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý chị, và xin cảm ơn chị chân cúng đá mềm đi trước để chúng em đi theo chị, ok? Dạ, cảm ơn chị. Quý vị biết năm nay tôi mấy tuổi không? Năm nay 88 tuổi. Ông Dương Lịch Tết này là 89 tuổi âm lịch. Còn một năm nữa là 90 thôi. Mà xin nghỉ không ai cho nghỉ hết. Bất cứ lâm hoài không biết làm để lúc nào. Mà tôi nói rằng 90 tuổi là tôi dứt khoát là nghỉ đó. Thế mấy anh chuẩn bị đi để mà thể thôi. Xin cảm ơn chị, và xin chị cứ đứng là cứ tiến lên, còn em sẽ theo chân chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh Nguyễn Nam xin anh đưa chị về chỗ ngồi. Mời anh. Cảm ơn anh hội trưởng hội Võ Bị nhảy dù. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận được số tiền 3.060 đồng và quý vị vừa ở chợ vừa qua. Chúng tôi xin đọc rất nhanh cái danh sách, nếu còn thiếu cái nào thì xin quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi update. Tổ hội Võ Bị 200 đồng, Khoa Mốt 100, hội HO cứu trợ thương binh 100, Khoa 4 100, hội cựu chiến sĩ 100, tổng hội tập thể cựu chiến sĩ 100, ông Phan Kỳ Nhân 100, Khóa 22 100, hạ 210 đồng, Khóa 12 110 đồng, Khóa 20 200 đồng, Khóa 5 40 đồng, Khóa 13 100 đồng, Khóa 16 130 đồng, Khóa 27 100 đồng, Giáo sư Văn Hoa Vũ 200 đồng, Khóa 18 100 đồng, Khóa 19 100 đồng, Khóa 17 50 đồng, Khóa 15 120 đồng, Khóa 14 100 đồng, Khóa 4 100 đồng, Khóa 23 100 đồng, Khóa 25 140 đồng, Khóa 29 100 đồng. Anh Chua cầu Khóa 29 100 đồng. Smoke check của anh Phạm Đăng Ý và anh Kiên 200 đồng. Chúng tôi xin thay mặt hội Võ Bị Nam Quy Đi xin thành thật
cảm ơn quý vị, quý nền trưởng và các bạn.